À, chào các bạn. Dạo này làm riết quên ngày quên tháng quên năm luôn các bạn, không nhớ thứ mấy nữa. Ok, mình khởi động lại hai cái dự án này nha. Một cái là mình để mình xài, một cái là mình ráp cho anh khách nha. Thì dự kiến cuối tuần này mình sẽ cố gắng xong, bàn giao cho xong. Còn một cái mình để mình xài là mình sẽ rất là nhiều việc các bạn. Cái mình để mình xài, cái này là hàng Made in Japan cho nên là nó rất là cứng nha, nhôm dày cứng ha, rất là ok luôn á. Thì một bộ mình xài thì sắp tới mình làm lại cái mảng quạt không chỗ than nha các bạn, làm lại cái mảng quạt nhưng mà mình làm lên tự động hóa nha, chứ không làm tay nữa. Làm quạt á thì cực nhất là cái công đoạn gia công cốt quạt á, gia công trục quạt các bạn. À, cái này máy tiện nè, ngày xưa mình tiện tay nha, nhưng sắp tới mình không tiện tay nữa, mình sẽ lên máy CNC mình tiện. Hiện tại mình lên tự động hóa hết nha các bạn. Nó có hai dạng cốt, một dạng cốt là các bạn tiện trục á, để thay vào cái động cơ. Một dạng nữa là mình khoan cái lỗ mình đóng vào cái cốt nha, cái này nè. Một dạng là mình khoan lỗ mình đóng vào cốt nha. Một dạng là mình tiện á, xong mình thay luôn. Mình thay luôn vào cái trục nha các bạn. Ủa, này nó cạp được rồi, nhột ghê. Không nuôi thôi mà cưng nuôi thì cực quá. Và một dạng thứ ba là mình thay luôn nha. Thay luôn cái trục quạt á. Thì cái khu vực này nè. Đó, mình sẽ dọn lại. Dọn trống hết nha. Ở đây sẽ có một bạn ngồi phụ trách nha, lợp lại cái máy tôn này. Đó, mình sẽ làm lại cái mảng quạt này. Tại vì mình làm xong rồi cái để cho các bạn đó làm thôi nha, cho nó tự động. Nha, mình chỉ quản lý thôi, với lại mình làm đơn. Các bạn biết mấy cái quạt này nè. Cái này chỉ ít khoảng 3 năm mấy. Mình dời kho mấy lần các bạn. Cái này là cái quạt phòng ngủ của mình, xong rồi mình không xài nữa, mình đem qua kho để khi mà hàng á thì mình sẽ thổi cái hơi hàng đi á. Mình để 24/24 luôn, tại vì nhà này có mấy người luôn nó ở á, tối cho nó ở đây cho nên mình không có tắt điện nha, cứ để 24/24, nó cứ chạy vậy hoài các bạn ha. Một cái đây nè, nó cứ chạy vậy hoài, thì ngày chạy đêm không sao cả. Và bên nhà mình là hai cái nữa, một cái ở phòng khách, một cái trên phòng, ba cái luôn chứ, hai phòng kia. Điện nó không bao nhiêu á cho nên mình cứ để như vậy nha, đó, cho nó mát nhà mà cho nó thông gió. Thì mình sẽ làm lại cái mảng này đó, tại vì cái nguyên liệu á còn cực kỳ nhiều luôn. Hôm qua mình dọn từ bên nhà mình qua nè, đó, làm xong cái kệ các bạn, nguyên liệu cực nhiều luôn. Cái này nè là cốt, nó là cốt 6 ly nha. Cái này mình không có thay được cốt nha các bạn, cái này mình chỉ đóng vào thôi nha. Thậm chí á, trên Shopee mình thấy một số khách á là đóng luôn cái cốt phía sau nè để làm túp năng. Đó, túp năng là khi quạt nó quay á, nó đã qua quay lại á, gọi là túp năng. Lắp được cốt túp năng luôn. Cơ bản là trước mắt mình phải hoàn thiện xong cái máy hai máy, một của máy tiện CNC, hai là máy khoan CNC nha. Tại làm hàng loạt á, sắp tới làm hàng loạt, không có làm đóng tay ngồi đóng cọc 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 như ngày xưa ấy. Còn cái loại này là cái loại mà mình phải thay cái cốt các bạn. Cái này được là cốt 8 nè. Cho nên mình thay qua nha. Thay qua. Con này chạy bẹp cánh quạt B3 đổ lại thôi. À, tại vì công suất nó nhỏ. Nhưng mà ngược lại thì nó có túp năng và chạy rất là êm. À, con này thì cấp điện là chạy thôi nha. Tại vì có thạch anh. Những con nào có con dao động á thì mình phải không cần cấp cái bo dao động nha. Bo dao động ví dụ như bo tạo xung phổ biến nhất là NN55 3 số 5 nha. Nguyên liệu cực nhiều luôn. Cái này ngày xưa mình làm dự án cho anh khách. Mình phải cắt, mình phải tỉa đủ thứ hết nha. Cuối cùng mà dư ra. Cái này nhớ là cái máy của ảnh là nhập từ bên nước ngoài về là hình như mấy chục triệu á. Sau đó ảnh thiết kế ở Việt Nam. Mình chỉ làm cái phần động cơ thôi. Mà cuối cùng thành công các bạn. Động cơ này nó ngon là ở chỗ là thứ nhất là nó hàng hãng nha. Hàng hãng.
hàng của hãng á, gia công theo tiêu chuẩn OEM, cho nên là nó ok chứ không phải hàng hàng chợ đó. Ví dụ như cái 28 quá đây nè, chạy khỏe êm, chạy 12 cũng rất là tốt nha. Ok, thì sẵn mình hôm qua cũng làm clip bán á, thì cũng được mấy đơn. Bữa nay thì mình dần dần mình tập cho một cái bạn mới vào á, là làm qua mảng này luôn. Tức là ngoài đóng gói ra xong thì bạn cũng sẽ làm đấu dây các kiểu nha. À, sẽ sắp tới sẽ có thêm một bạn nữa, là hai bạn. Các bạn sẽ tự làm nha. Mình chỉ lên đơn, làm video. Ở đây hiện tại mình hai kênh nha, cho nên là cũng khá là bận. Việc nhiều. Đó, cho nên mình tạo việc làm cho mấy bạn tự làm. À, tự động làm hết. Ok, tiếp tục nha. Thì hôm qua cũng có mấy đơn. Thì giống như hôm qua mình nói á, một cái động cơ như vậy cộng với một cái bo dao động xung đấu nối hoàn thiện hết về cấp 12 tới 24. Một số cái á nha, một số cái không thể cấp được 12 nha. Ví dụ như một số cái hôm qua mấy đơn á, chỉ hàng Nidec và một số hàng đặc biệt á, ví dụ cái này nè, nó chạy từ 13 tới 24 nha, 12 thì nó không chạy. À, 13 tới 24. Mà rất là khỏe nha. Cho nên khách nào mà có pin hay là gì 18V á, chạy cực ngon. Và bây giờ thì cái đế Makita, các bạn xài luôn cái pin Makita nha. Cái đế Makita bán rời rất là nhiều. Các bạn mua về làm cái đế Makita lên cái quạt ha, lắp cục pin vô là chạy thôi. Còn cái này như hôm qua mình nói nha. Đó. Cái hôm qua mình nói là một cái 10W nè. Cái 10W á cộng với một cái bo dao động xung thì là 120k. Còn cái 20W á với cái bo dao động xung á thì là 140k nha. 140k về cấp từ 12 tới 24 chạy. Cái con này chạy rất là tốt. Cái này hàng Korea nha. Sắp tới á các bạn, mình sẽ bán kèm đầu quạt, đầu cốt quạt luôn nha. Nhưng mà hiện tại thì chưa. Hiện tại tại vì chưa có, không có thời gian, với lại là chưa hoàn thiện xong mấy cái máy á. Sắp tới mình làm xong mình sẽ bán giá tốt, bán số lượng nha. Đó là một mảng. Tiếp theo cái phần này mình cũng muốn thanh lý nè. Bữa nay có thời gian mình sẽ đăng lên, tại vì đem về cũng cả tháng rồi mà chưa đăng lên được Shopee Lazada nha. Nay mình cũng đăng lên. Thì nhân tiện thì làm video thì mình thanh lý luôn nha. Đá một tấc. Tất cả của Đức hết nha các bạn. Boss hết nha. Đá mài, cái này là đá mài với đá cắt. Đá cắt thì bán hết nha các bạn. Mấy hộp luôn bán hết rồi nha, đá cắt hết. Giờ chỉ còn lại đá mài thôi. Đá mài thì 100k 3 cái nha. 100k 3 cái, đá mài của Đức. Nếu mà khách nào mà ít xài thì ba cái này xài chắc cũng cả năm hơn. Đá cắt thì còn cái loại lớn hơn chút. Là cũng 100k 3 cái nha. Bữa nay thì mình dành một ít thời gian mình đăng lên trên hai kênh Lazada Shopee bán cho nó lẹ. Ngày xưa Lazada Shopee là mảng chính của mình nha. Mà hiện tại thì bận bên YouTube nên là không có chăm sóc được mấy cái kênh. Còn đá lớn này thì 100k 2 cái các bạn. Tất cả đều cho inox hết nha. 100k 2 cái. Cái loại mà cho inox á, thì các bạn có thể xài được với metal, với sắt. Nhưng mà những cái nào cho metal á, thì các bạn không xài được cho inox nha. Xài cũng được nhưng mà nó không có ngon á. Cơ bản là nó không có ngon. Ok, thanh lý như vậy nha. 100k 3 cái, 100k 3 cái, 100k 2 cái. Đơn giản như vậy nha. Mình sẽ thanh lý cho hết. Hiện tại bình khí thì hình như còn 2 cái. Bình khí còn đúng 2 cái. Bình khí USA. Cái lô hàng này là mình lấy tất cả nha các bạn, độc quyền luôn nha. Cái kiện nó về là một cái túi mà cái túi vải 1 tấn á. À, là bỏ trọn cái túi đó luôn. Nhưng cơ bản thì do cái này nó nhẹ cho nên chỉ vài trăm ký thôi. Tổng hết mình lấy là hình như mấy chục cái các bạn. Hình như mấy chục cái nha. Ok, cái này thì dần dần bán á, thì một số cách chia sẻ nó là bình chứa khí oxy hóa lỏng nha.
dành cho máy bay F-15 của Mỹ. Thì thật ra trước đây á các bạn, khi về nha, mình một số cái mình để ý á, bên trong nó có cái gì đó, nó xạo xạo bên trong á nha, giống như là nước rồi đó. Nhưng mà cái này không có các bạn, cái này như nó xì hết rồi nè. Mình vẫn để ý có luôn nha, nhưng mình không biết là cái gì. Sau khi gần đây một anh khách chia sẻ thì mình biết nó là khí oxy hóa lỏng á. Thì với 5 lít khí oxy hóa lỏng á, thì khi mà xả ra thể khí á, thì được khoảng như 40.000 lít khí á. Cho nên một hai phi công mà xài cho trên máy bay á, xài khoảng mấy năm. Ok, cái này thì nhiều khách mua về để trưng bày cũng có, mua để chế cái bình khí mini cũng có. Nó là nhôm nha, nhôm pha carbon, nó vừa nhẹ mà vừa cứng. Ok, cái này thì mình thanh lý nha các bạn, thanh lý thu vốn nha. Nó còn ba cái nắp sắt nè, ba cái nắp nè, nhưng mà nó nắp mất hai cái rồi nha. Trên thanh lý giá rẻ nha, 600k nha các bạn. Trước đây cái lúc mới về mình bán là 1.250.000 nha, 1.250.000. Hiện tại thu vốn nha, thu vốn còn 600k. Còn nguyên cái đế các bạn, từ hãng nha. Còn cái này thì nó đẹp hơn, đẹp hơn, đủ đồ, đủ nắp hết nè, các công tắc các này các kia đủ hết nha, không thiếu. Ok, cái bình này thì 700 nha các bạn, 700. Thêm nữa thì bữa nay hôm qua mình trả ba đơn cái động cơ này nè, mình trả ba đơn nha, hiện tại chỉ còn ít thôi. Bữa nay trả thêm một đơn nữa là còn khoảng chưa tới 10 cái nha các bạn. Đó. Thì giá là 1.300.000 bao ship nha, tại vì nó nặng 7 kg ngoài á. Cái này thì kéo cực kỳ tốt nha, có rất là nhiều khách mua lại lần hai lần ba thấy chạy ngon về mua để dành. Nó kéo cái đầu khí nén rất là tốt á. Cho nên khách nào mà thực sự cần thiết á, thì liên hệ nha. Thực ra trước đây á, mình cũng có bán nhưng mà nó là loại khác các bạn, và nó số lượng rất là ít nha. Có được cái này, được cái kia, được cái nọ nha, chứ không phải được một lô đẹp như vậy đâu. Và đôi khi những cái công suất nhỏ hơn á, cái này là 500W 24V 3.000 vòng của Đức. Một số cái á, là nó chỉ khoảng 300W, ví dụ như 200W. Đôi khi khách về kéo nó không có đủ tải á, yếu á. Cho nên là đợt này thì hàng rất là ngon, đồng đều. Ok, còn sót là một cái này các bạn. Bữa có khách kia lấy số lượng luôn nha, nhưng mà nó nằm một khuất ở trong mình không thấy. Của Đức á, 24V. Cái này gần như là mới. Tua 3.350 vòng, tỷ lệ 1/49, hộp số harmonic 2 tầng, nhông thép, cốt ra cốt lớn luôn các bạn, có cả 3 bét nè, cốt này 14 á. Thì cái này phù hợp cho rất là nhiều ứng dụng luôn á, xe leo cầu thang, chế tời tùm lum hết nha, chế xe điện 4 bánh cho trẻ em, cái gì cũng được. Tua nó ra khá cao luôn các bạn. Mình cứ lấy 3.000 nè, mình cứ lấy 3.350 nha, các bạn chia cho 50 đi, tại 1/49 nè, chia 50 đi, 6 6 5 30, khoảng 65 vòng cho 1 phút. Thì với một bánh xe đường kính ví dụ như giống như xe đạp đi, mà nó quay 65 vòng cho 1 phút thì cũng khá là cao á nha, tốc độ cũng khá là nhanh đó, chứ không phải là chậm đâu. Cho nên khi cần thiết các bạn phải giảm tốc thêm nha, để tăng lực kéo lên, mà cơ bản nó rất là khỏe rồi. Con này thì mình giảm giá một chút các bạn, nha, 1.200.000 nha. Trước đây hai con mình bán cho anh khách là 1.400.000 một con, bây giờ giảm giá một chút còn 1.200.000 của Đức. Cái lô nguồn này về để chắc cũng 2 năm rồi. Ở chiều nay hoặc mai rảnh mình lấy một cái ra mình test nha. Cơ bản trước đây test rồi nhưng mà mình cũng có làm video nha, nhưng lúc đó thì nó chỉ về được một cái, thấy đẹp quá nên mình để dành.
cái này mà các bạn lắp cho một cái máy CNC hoàn thiện á, trong tủ điện á, thì thực sự rất ok luôn. Tại vì bản thân mình cũng là người ráp máy CNC, mình hiểu. Rất là cần nguồn 3.3 nè, nguồn 5V nè, đó, nguồn 24 nè, thậm chí nguồn 42 nha. Nguồn 42 này mà các bạn nào mà tìm được cái động cơ tầm tầm 40V á, các bạn chạy làm spin đồ cũng rất là ngon. 24, 10, 10.33A. Cho nên một cái nguồn này gọi là nguồn đa năng, nguồn tổng hợp, bền bỉ, hàng Thái Lan nha. Nguồn này giá dự kiến khoảng 1 triệu một cái nha các bạn. Bảo hành 6 tháng nha. Bảo hành 6 tháng. Hàng có lọc nhiễu, hàng rất là xịn luôn á. Rất là chất. Nguồn sạch. Ok, chiều nay cũng test hai cái máy phát điện cho anh khách xem. Hai máy phát điện. Ok, sơ bộ là vậy nha. Khách nào mua gì thì alo mình nha.